Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Key. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái trải bài, đó là họ cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này. Họ đang cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này, tức là nguồn năng lượng của họ ở thời điểm hiện tại nghĩ gì về cái mối quan hệ với bạn. Thì không nhất thiết hai người phải là một cái mối quan hệ tình yêu hay là như thế nào đó, có thể người này là crush của bạn, hay là người này là một cái người mà bạn có tương tác, thì họ đang cảm thấy như thế nào về cái mối quan hệ này. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau qua cái trải bài của ngày hôm nay. Ngày hôm nay khi có 3 tụ bài, đó là tụ tụ 1 là Thạch Anh Trong, tụ 2 là Đá Mắt Hổ, và tụ 3 là Thạch Anh Màu Xanh. Mọi người có thể ấn pause màn hình nha, nếu như mà mọi người chưa lựa chọn được cái viên đá mà mình yêu, mình thích, hay là cái nguồn năng lượng của viên đá nào mà mình bị thu hút nha mọi người. Ok, nếu như mà mọi người chưa chọn được thì mọi người có thể ấn vào màn hình để lựa chọn nha. Ký sẽ bắt đầu với các bạn chọn tụ bài đầu tiên trước. Ok, bây giờ Ki sẽ bắt đầu với các bạn chọn tụ bài số 1 nha. Là các bạn chọn Đá Thạch Anh Trong. Chúng ta sẽ xem là họ đang nghĩ gì và đang cảm thấy như thế nào về cái mối quan hệ này. Các bạn chọn tụ bài số 1. Họ đang cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này? Các bạn chọn tụ Thạch Anh Trong. Họ cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này? Passion. Wow, trust. Oh, retreat. Soon. Codependency. Họ nghĩ như thế nào về mối quan hệ này? Các bạn chọn tụ bài số 1. Và reconciliation. Tụ bài số 1 này có thể liên quan đến một cái đối tượng cũ của các bạn, cái người mà các bạn đã từng tương tác, mà ở thời điểm hiện tại thì các bạn đã không còn tương tác với nhau nữa. Ở đây khi thấy được rằng là họ vẫn còn rất là nhiều cái đam mê với bạn, và họ có một cái niềm tin về cái tình yêu với bạn rất là nhiều. Họ đang rất là mong muốn quay trở lại trong một cái khoảng thời gian sớm nhất có thể. Họ đang rất muốn quay trở lại cho cái mối quan hệ này một cái cơ hội nữa. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì khi thấy dường như là giữa hai bạn nó đã có cái sự ngắt kết nối ở đây rồi. Các bạn đã không còn kết nối, không còn nói chuyện với nhau nữa. Cái người này họ vẫn luôn luôn nhớ về bạn rất là nhiều. Cái người này đang đang rất là kiểu rằng là họ vẫn theo dõi bạn, họ vẫn âm thầm theo dõi bạn, họ vẫn đang bị chi phối bởi bạn rất là nhiều. Có thể là bởi vì là cái nguồn năng lượng hiện tại của họ, họ đang rất là nhìn về bạn rất là nhiều, họ đang rất mong muốn được tiến về phía của bạn. Họ đang rất là mong muốn một cái sự quay trở lại, một cái cơ hội nữa cho mối quan hệ này. Họ vẫn có rất là nhiều những cái giây nhớ về những cái giây phút ở bên bạn, và họ rất mong muốn cái điều đó. Và có thể là họ đang rất là kiểu là nguồn năng lượng hiện tại là họ muốn đến ngay lập tức, họ muốn quay trở lại ngay lập tức, kết nối ngay trở lại lập tức với bạn. Nhưng mà dường như ở đây có thể họ đã quay trở lại rồi nha. Một số bạn thì có thể họ đã quay trở lại rồi, hoặc là sẽ sớm thôi, thì cái người này họ sẽ có cái tín hiệu về phía của bạn. Thì có thể là đây là một cái mối quan hệ cũ của bạn ha. Ok. Chúng ta sẽ dùng một bộ bài nữa để xem là họ đang nghĩ như cảm thấy và đang nghĩ như thế nào về cái mối quan hệ này. Họ đang nghĩ như thế nào về mối quan hệ này với các bạn chọn tụ bài số 1.
Choose new direction. In the near future. Wow, communicate clearly. Họ rất là muốn có cái cuộc nói chuyện với bạn. Họ rất là muốn có một cái sự thay đổi, giống như là họ muốn thay đổi cái tình trạng hiện tại giữa hai bạn. Họ muốn có một cái liên kết mới với bạn. Họ muốn có một cái xác định mới với bạn. Và xong trong một cái tương lai gần thôi ha, có thể là trong khoảng thời gian sắp tới, thì họ sẽ đề nghị bạn một cái cuộc nói chuyện. Một cái cuộc nói chuyện để mà hai bạn có thể hiểu nhau nhiều hơn, để có thể bộc bạch tất cả mọi thứ mà họ đang nghĩ trong đầu. Ở đây kia thấy được là họ nhớ về bạn rất là nhiều. Và họ thật sự muốn một cái tương lai mới, một cái cơ hội mới được mở ra với bạn. Cho họ một, họ muốn bạn cho họ một cái cơ hội nữa ha. Ok, bây giờ tôi sẽ sử dụng đến cái bộ bài của Tarot. Họ cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này với các bạn chọn tụ bài số 1? Wow, Five of Cups. Knight of Swords. Queen of Cups. Seven of Swords. Ace of Pentacles. The Fool, Knight of Pentacles, Five of Swords, wow, Three of Cups. Ở đây chỉ thấy được là họ rất là kiểu rất là tiếc nuối về cái mối quan hệ với hai người luôn á. Họ rất là tiếc nuối về cái mối quan hệ với hai bạn. Họ cũng rất là lo lắng. Ở thời điểm hiện tại họ rất là lo lắng, họ rất là sợ. Bởi vì có thể là họ đã từng lừa dối, hay là họ đã từng vì cái lợi ích bản thân của họ, họ làm tổn thương lên cái mối quan hệ này. Nói chung là họ hơi ích kỷ. Vì cái sự ích kỷ của bản thân họ mà họ làm tổn thương lên cái mối quan hệ này. Cho nên là họ không dám, họ không đủ can đảm. Họ không đủ can đảm, họ không đủ quyết đoán để họ có thể tiến về phía của bạn. Có thể là ở bên ngoài á, họ thể hiện là ok, I'm fine, tôi rất là ok, tôi rất là ổn ở thời điểm này. Tôi không có cần và tôi không hề nghĩ đến cái nhân vật này. Nhưng mà thật sự là bên trong họ đang rất là tiếc nuối, họ đang rất là kiểu là tại sao quá khứ họ lại đánh mất bạn thôi như vậy. Có thể là họ đang bắt đầu cảm nhận được rằng là những cái điều mà họ đây gây ra, những cái tổn thương mà họ gây ra với bạn đó, thì họ cảm thấy rất là hối hận về những cái điều đó. Họ đang cảm thấy rất là có lỗi, họ đang tiếc nuối về cái quá khứ mà hai người đã có, họ tiếc nuối về những cái sự đổ vỡ giữa hai bạn, và họ vẫn nuôi một cái hy vọng về một cái hành trình mới. Họ vẫn nuôi một cái hy vọng cho cái mối quan hệ này, về một cái sự hội ngộ, một cái sự đoàn tụ, về một cái có thể rằng là họ, nếu như mà họ sẽ đề nghị rằng là dắt bạn đi ăn, hay là nha, có thể là họ đang mong một cái dịp, họ đang chờ một cái dịp gì đó, như giống như là sinh nhật của bạn, hay là một cái dịp sinh nhật của họ, hay là một cái dịp gì đó mà có thể là một cái cớ để mà liên lạc lại với bạn. Cho nên là nếu như mà gần sắp tới đây á, các bạn nào có chọn bài số 1 mà có sinh nhật, hay là sinh nhật của một cái người bạn chung, hay là sinh nhật của bản thân bạn á, hay là nói chung một cái dịp, một nói chung là một cái dịp gì đó mà người này có thể vịn vào một cái cớ đó, thì đó là cái khoảng thời gian có thể người này sẽ quay lại.
Còn nếu như chưa đến đó thì kỳ nghĩ là họ vẫn chưa có cái hành động nào cụ thể đâu, bởi vì họ vẫn đang rất là lo lắng và đang rất là họ sợ rằng là khi mà họ offer cái điều này với bạn đó, bạn sẽ không chấp nhận, bởi vì họ bạn 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 rất bạn có thể là họ đang thấy rằng là cuộc sống của bạn đang rất ổn, họ đang cảm thấy là cuộc sống của bạn đang rất ổn, và có thể họ vẫn như khi nói á, họ vẫn âm thầm theo dõi bạn, họ cảm thấy cuộc sống bây giờ của bạn đang rất là ổn rồi, và có thể rằng là khi nếu mà họ quay lại á, thì họ nghĩ rằng là bạn không còn cần họ nữa ha. Ok, tôi sẽ rút thêm một bộ bài cuối cùng cho tụi một. While choose love. Be in the present and see him in the future. Họ đang cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này với các bạn chọn tụ số 1? Oh my God, have faith. Một lát cuối cùng nha mọi người. Do something for someone. Họ sẽ hành động. Họ sẽ có những cái hành động để chuộc lại những cái lỗi lầm của họ, để gây lại cái sự chú ý cho bạn ha. Họ sẽ có những cái hành động gây sự chú ý đến với bạn. Họ kia thấy là họ đang mơ mộng về bạn rất là nhiều, họ đang mơ mộng về cái mối quan hệ này rất là nhiều. Và họ họ nghĩ rằng là giữa bạn và họ thì cái liên kết giữa hai bạn đó, nó là tình yêu với nhau. Và nhưng mà họ vẫn chưa dám đối diện với cái mối quan hệ này. Và có thể trong tương lai nha, trong tương lai họ họ đang mơ mộng, và họ sẽ rồi á họ sẽ lấy được cái thời điểm can đảm nhất để họ đối diện với bạn, để họ làm cái hành động gì đó để thu hút cái sự chú ý của bạn, và họ chọn cái tình yêu, họ chọn cái tình yêu. Wow, họ chọn cái tình yêu với bạn chứ họ không lựa chọn cái nỗi sợ, hay là họ giống như là bất chấp tất cả để có thể tiến đến với bạn. Ok, một bộ cuối cùng nha mọi người. Bộ bài thông điệp của vũ trụ cho các bạn. Họ cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này? Wow, you know what you do. What you reap will come back. Tụ số 1. Wow, twirls on which you love. Swirl, swirl on which you love. Thing are not as they appear. It's not only about being right. Các bạn biết gì không? Cái người này á, họ rất là tự tin nha. Tuy là họ có hơi lo lắng đó, nhưng mà họ cũng rất là tự tin. Họ rất tự tin là nếu như họ tiến về phía của bạn á, thì bạn sẽ đồng ý. Bạn sẽ đồng ý á. Họ nghĩ vậy á, họ chắc chắn. Kiểu họ rất là chắc chắn rằng là dù là bây giờ họ tiến về phía của bạn á, là bạn sẽ đồng ý. On you. Wow. Change this line, leave the memory is scary. Họ nghĩ rằng là những cái gì mà họ sẽ, nếu như họ cho đi á, thì họ sẽ nhận lại được.
họ cho bạn thì họ sẽ nhận lại được cái tình cảm này. Thing are not as they appear. Cái vấn đề đó không phải là họ không xuất hiện. The lower the price of your love, the higher the its value. Và ở đây nó nhấn mạnh về rất là nhiều về cái giá trị bản thân. Có lẽ là họ kiểu là họ vẫn đánh giá là bạn 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 là một cái người dễ mũi lòng á. Cho nên khi mới nói là họ rất là tự tin rằng là họ có thể làm và họ có thể 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 đánh gục được bạn. Wow, it's not about being right. Họ nghĩ rằng là cái việc đúng sai trong cái mối quan hệ á, thì nó không quan trọng. Quan trọng là bọn họ họ yêu bạn và bạn yêu họ. Ok, đó là tụ số 1 ha. Bây giờ Ki sẽ đến với các bạn chọn tụ số 2 là đá mắt hổ. Tụ số 2, lá mắt, đá mắt hổ. Họ cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này? Tụ 2. Mọi người tập trung năng lượng nghĩ về người đó trong lúc mà khi đang tráo bài ha, thì cái kết quả nó sẽ ra đúng hơn nha mọi người. Wow, true love. Trời ơi. Cái gì mà ngọt ngào dữ vậy mọi người? Tụ hai. Cái tụ hai họ nghĩ gì về, họ đang cảm thấy như thế nào về cái mối quan hệ này? Wow, forgiving and learning. Make the efforts. Keep an open mind. Release your ass. Wow, let's go Phantronic Seal. Họ nghĩ gì về mối quan hệ này? Họ nghĩ bạn là true love của họ. Họ nghĩ bạn là tình yêu đích thực của họ. Họ nghĩ rằng là bạn chính là cái điều mà họ đầy tìm kiếm bấy lâu nay cho một cái mối quan hệ. Họ đang đang cố gắng họ đang cố gắng là làm việc với cái quá khứ của mình. Họ đang cố gắng là làm việc với những cái tổn thương của những cái mối quan hệ cũ. Họ đang như kia muốn rút thêm một lá nữa cho tụ này. Bởi vì ở đây là có Let's go control issue. Thì để xem là cái control issue gì ở đây. Wow, chemistry, wow. Họ thấy là cái cảm xúc của họ dành cho bạn á, nó có một cái cảm giác gì đó nó rất là đặc biệt. Có một cái liên họ cảm giác như khi đó họ cảm thấy là rất là đặc biệt với cái liên kết này với bạn. Có thể rằng là họ đang cố gắng để mà cởi mở hơn cho cái suy nghĩ của họ. Bởi vì những cái vấn đề cũ nè, như về một cái mối quan hệ cũ, đặc biệt là chắc chắn là nó về cái mối quan hệ cũ của họ, thì họ chưa thông được cái suy nghĩ về đó. Cho nên là họ đang cố gắng làm việc với cái quá khứ và họ cố gắng cởi mở cái bản thân của mình ra để mà họ có thể ra được cái khỏi cái điều nó đang kìm hãm họ, cái cảm xúc của họ để họ tiến về phía của bạn. Họ đang cố gắng làm theo những cái gì mà họ đang được thôi thúc. Có thể là
họ đang làm từng bước từng bước từng bước một cách rất là từ từ. Họ đang làm theo những cái bước mà họ được thôi thúc để thực hiện, để làm, để từng bước họ release, họ làm sạch cái nguồn năng lượng cho cái mối quan hệ cũ của họ. Thì khi đó họ sẽ tiến về phía của bạn, bởi vì ở đây khi thấy được là họ cảm thấy rằng là bạn là một cái true love của họ, họ cảm thấy là họ là bạn là một cái tình yêu đích thực của họ, và họ muốn có một cái tương lai với mối quan hệ này. Họ muốn giữa, họ thấy giữa bạn á, nếu mà không nói là họ bị thu hút bởi bạn rất là nhiều, và họ cảm thấy là giữa bạn và họ có một cái sự liên kết gì đó mà họ không thể nào lý giải được. Họ không biết vì sao mà họ lại có cái cảm xúc với bạn nhiều, nó như nhiều như vậy. Nhưng mà những cái điều mà trong quá khứ á, những cái tổn thương của quá khứ, những cái vấn đề trong quá khứ của cái mối quan hệ cũ của họ, họ chưa thể nào buông bỏ nó hoàn toàn được để hoàn toàn tập trung về cái mối quan hệ với bạn. Cho nên là họ đang thực hiện mọi thứ nó rất là messy efforts, họ đang làm mọi thứ theo một cái cách nó từ từ, theo một cái cách mà họ họ cảm thấy rằng là họ nên làm như vậy để mà dần dần họ mới cởi mở hơn với bạn được. Họ cũng rất là muốn cởi mở với bạn, họ rất là muốn tiến đến với bạn ngay lập tức, nhưng mà có những cái điều đó, họ chưa làm được ở thời điểm hiện tại. Ok. Tụ 2. Tụ 2 họ cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này? In the near future, in lại là in the near future ha, có thể là trong tương lai gần đó, họ sẽ bắt đầu dần dần thực hiện được, có thể là sau cái mùa thủy tinh nghịch hành, sau cái mùa mà những cái điều cũ nó bị lôi lên. Sorry mọi người, bị rớt bài á mọi người, không biết sao hôm nay lại sắp xém rớt. Họ cảm thấy như thế nào mối quan hệ này? Wow, big happy change. Take action. Lúc nãy thì là họ không họ 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 yes, một lá cuối cùng là within the next few weeks. Có thể là vài tuần nữa ha mọi người, vài tuần nữa, 4 tuần hay là 6 tuần gì đó. Nói chung là vài tuần. Vài tuần nữa họ sẽ có cái hành động tiến đến về phía của bạn. Một họ sẽ mang một cái họ mơ mộng, họ đang mong rằng là trong một cái tương lai gần hay là vài tuần nữa khi mà họ đủ can đảm á, họ sẽ hành động cho cái mối quan hệ này, họ sẽ mang đến cho bạn một cái big happy change, họ mang đến cho bạn một cái sự thay đổi nó hạnh phúc, một cái vui vẻ đến với bạn. Wow, tụ này rất là kiểu rất là ngọt ngào luôn á, kiểu sao mà sao cảm thấy là hai tụ đều 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 là có những cái người rất là dễ thương luôn á mọi người. Họ họ sẽ mang đến một cái điều gì đó thật là vui vẻ dành cho bạn. Để mà hai người sẽ có một, có thể là hiện tại á thì hai bạn đang giữ một cái mức quan hệ mập mờ hay là quan hệ chưa có rõ ràng, nhưng mà trong khoảng vài tuần nữa á, họ sẽ hành động cho cái mối quan hệ này, mà đưa cái mối quan hệ này trở thành một cái mối quan hệ chính thức ha. Ok, giờ Ski sẽ đến với cái lá bài của bộ bài của Tarot để xem là họ sẽ đang cảm thấy như thế nào. Họ đang cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này với các bạn chọn tụ hai là đá mắt hổ.
The Sun. Trời ơi. Five of Pentacles. Họ đang cảm thấy như thế nào mối quan hệ này? Tổ hai. Six of Swords. Wow, the lovers. Oh my god. Họ đang cảm thấy như thế nào mối quan hệ này với bạn dòng tụ 2? Temperance. Seven of one. Họ đang cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này các bạn chọn tổ 2? Queen of Pentacles. Page of Seven of Pentacles. Hey, có thể là họ đã hay là họ đang trong một cái giai đoạn khá là khó khăn, khá là mệt mỏi. Họ đang cố gắng để cân bằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống, vừa là công việc, tình cảm hay là gì đó. Khi thấy là họ cố gắng đi tìm cái sự bình yên, họ cố gắng đi tìm cái sự bình yên trong cái bản thân họ, cũng như là để nói về phía của bạn thì họ rất là mong rằng là họ sẽ có được một cái tình yêu. Cái lá The Lovers nó đại diện cho một cái tình yêu lớn, cái tình yêu sâu sắc, một cái giống như là một mối tình khắc cốt ghi tâm gì đó. Nãy thì là True Love, còn bây giờ thì lại là The Lovers. Có thể là ở bạn á, toát được ra cho họ thấy được một cái năng lượng rất là ấm áp. Bạn toát được cái năng lượng rất là nhẹ nhàng, rất là trìu mến, rất là ổn định, rất là cân bằng, rất là yêu thương, năng lượng giống như là một người phụ nữ của gia đình vậy đó. Ở đây mình không biết là bạn là nam hay là nữ chọn tụ bài này, nhưng mà kiểu là họ cảm thấy rất là ấm áp ở bên bạn á nha. Một số á, họ sẽ cảm thấy là họ bạn cái này rất là giống mẹ của họ. Có thể giữa hai bạn á, là cái mối quan hệ có khoảng cách về mặt tuổi tác nha. Có ở đây có một người tổn trưởng thành hơn người còn lại. Ở đây có một người lớn hơn người còn lại. Họ đang có thể là trong cái khoảng thời gian này á, họ đang là cái người mà gặp một đang có nhiều những cái vấn đề mà họ cần phải giải quyết cùng một lúc. Có thể là vừa là công việc, vừa chuyện tình cảm, học hành, gia đình, vân vân, các cả các thứ. Thì khi mà ngoài những cái việc đó, nhưng mà khi họ nghĩ về bạn á, wow, họ cảm thấy giống như là họ được tiếp thêm cái nguồn năng lượng, họ được sạc pin gì đó, họ được sạc pin, họ the sun đó, đây đó. Nó rất là kiểu rất là giống như là ánh sáng á, cái sự ánh sáng của bạn á lan tỏa đến họ. Mà nếu mà không muốn nói á, là nhiều khi á là trong đó là xanh này có một người em bé rồi, cậu muốn có em bé với bạn, họ muốn có con với bạn luôn. Họ đang rất là cố gắng, họ đang có một rõ ràng là ngoài cái tình cảm với bạn, nhưng mà kia vẫn thấy là cái người này đang có những cái vấn đề, họ đang có những cái vấn đề trong cuộc sống, họ đang nhìn nhận, họ đang nhìn lại những cái điều mà họ đang làm trong cuộc sống của mình. Và để mà họ họ có thể cân bằng được tất cả mọi thứ, để họ có thể đưa ra được những cái quyết định sáng suốt, và làm sao mà giữa tình cảm, công việc, tiền bạc, gia đình, tất cả mọi thứ nó được cân bằng để mà họ có được cái bình yên. Wow, họ sẽ có cái sự di chuyển để đưa bản thân mình về cái nơi bình yên, để giải quyết được tất cả những cái thứ này. Có thể đang là họ đang trong cái giai đoạn khá là khó khăn về mặt tài chính, hoặc là đang có những cái điều mà nó xảy ra trong cuộc sống của họ mà giống như là
công việc rất là bận rộn hay là công việc gặp khó khăn hay là việc học hành hay là như thế nào đó, nhưng mà khi mà nghĩ về bạn á, thì họ được tiếp thêm cái nguồn năng lượng rất nhiều. Ok, chị sẽ rút tiếp cho bộ bài của Whisper cho các bạn ha. Up hurt. Oh God. Oh wow. Còn cái tụ nào mà nó ngọt ngào hơn nữa không mọi người? Tụ hai họ đang cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này? Mọi người ơi, đợi chút để khi rút hết bài cho mọi người đã. Do something for someone. Họ cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này? Be in the present and dream of the future. Sao mà tụ 1 với tụ 2 nó có những cái lá khá là giống nhau, nhưng mà hai cái câu chuyện á, hai cái câu chuyện nó cũng có thể liên quan luôn nha mọi người. Nhưng mà bởi vì tụ hai thì nó không hiện ra là nhân vật mới hay nhân vật cũ. Oh, love who you are. Họ yêu tất cả mọi thứ ở bạn. Họ yêu tất cả mọi thứ ở bạn. Họ yêu cái chính cái con người thật của bạn. Họ yêu cái sự Họ yêu cái bản thân của bạn, họ yêu cái tính cách của bạn, họ yêu cái giọng nói của bạn, họ yêu cái cách hành xử của bạn, cái cách nói chuyện của bạn, cái ngoại hình của bạn. Tất cả mọi thứ đều họ đều rất là, nói chung là trời đất ơi. Oh my god, sao mà có cái tụ như vậy được? Mọi người biết gì không? Cái tụ hai này là tụ mà khi chọn. Love the union of heart. Có thể nói là họ nha, họ ở thời điểm này cẩn thận cái union này, cái là sự hội ngộ hay là cái sự gặp gỡ, cái sự gắn kết của hai trái tim, the union of heart, giống như là một cái mảnh ghép mà để đi đến được một cái điều, là một cái như là sao ta, giống như bài hát của Đức Phúc đó mọi người, cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, mà rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Oh my god. Oh my god. Sao vậy? I love you. Họ rất muốn nói với bạn rằng là I love you. Họ rất muốn nói điều đó. Họ muốn có những cái hành động cho bạn thấy được cái tình yêu của họ dành cho bạn. Họ đang rất rất là mơ mộng về một cái tương lai với bạn. Họ mơ mộng về một cái gia đình với bạn. Họ mơ mộng về một ngày mà bạn và họ cùng nhau về chung một nhà, cùng nhau xác định là mối quan hệ chính thức. Nhưng mà họ cũng muốn nói rằng là họ yêu bởi vì bạn chính là bạn, vì bạn là chính bạn, chứ bạn không là ai cả. Bạn là một cái người có cái điểm thu hút rất riêng biệt mà họ, một cái sức hút không thể nào mà chối chối từ, không thể nào lý giải được. Ok, bây giờ là chị sẽ rút thêm một bộ bài nữa, bộ bài thông điệp của vũ trụ cho các bạn. You have what it takes.
my God. You was born with equality. You know what you do. Oh my God, no two flowers is the same beautiful, no wait. Sort where you are. Ở đây á, thì khi chị thấy được lần là chỉ nhấn mạnh là họ yêu bạn bởi vì bạn chính là bạn. Ở đây thì nói chung là bạn chỉ cần là bạn thôi thì họ sẽ yêu bạn, là họ yêu bạn rồi, như vậy là đủ. Bạn nghe, họ nghĩ rằng là bạn là một cái điều gì đó rất là kiểu rất là chất lượng, nó đang rất là có giá trị để mà họ xứng đáng để họ sở hữu bạn. Họ xứng đáng tiến đến một cái mối quan hệ với bạn. Always follow your heart and let you win work on. Wow, họ đang làm những cái điều mà follow theo cái trái tim của họ. Họ đang follow theo cái cảm xúc của họ rất là nhiều. Wow. Ôi, tôi ghen tị quá. Ôi, tôi chọn tụi này mà. Ok, bây giờ tôi sẽ nói với bạn chuyện tụi số 2 nha. Hết lộn. Còn tụi số 3, tụi cuối cùng của ngày hôm nay. Để xem là hai tụi là đều rất là đẹp rồi đó mọi người. Cho nên là tụi cuối cùng tôi cũng mong là đẹp như vậy. Họ đang cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này? Soulmate. Họ đang cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này? Let your friend help you. Keep an open mind. Playfulness. Wedding. Make the efforts. Họ có thể là một cái, họ nghĩ rằng là họ bạn là một cái người soulmate của họ, bạn giống như là một cái người bạn tri kỷ của họ. Có thể là họ đang bạn họ họ sẽ kiểu là họ đang muốn một cái sự giúp đỡ của những cái người bạn để mà có thể tiếp cận bạn, để có thể hiểu bạn nhiều hơn. Họ muốn, có thể là họ muốn có cái những cái giây phút vui vẻ với bạn, họ muốn có những cái sự vui vẻ với bạn, là mà đặc biệt rằng là họ còn muốn một cái gắn kết lâu dài với bạn nữa, thậm chí là đám cưới nữa. Họ đang cảm thấy họ đang rất là bị thôi thúc. Họ đang rất là bị thôi thúc bởi bạn. Có thể là bạn không phải là cái mẫu người, hay là bạn không phải là cái kiểu mà họ họ họ, họ kiểu là bạn không giống cái mẫu người lý tưởng của họ, nhưng mà có một cái điều gì đó mà họ thấy được ở bạn, một cái điều đó rất là thu hút, rất là riêng biệt, mà họ muốn được, có thể là họ muốn vui vẻ, họ muốn có một cái gắn kết với bạn, họ muốn có một cái, thậm chí là muốn có wedding với bạn. Họ thấy có thể là bạn với họ rất là, họ cảm thấy là bạn rất là hiểu họ hay như thế nào đó. Giữa bạn và họ có một cái liên kết rất đặc biệt. Đây là một cái cảm giác của họ. Ok, chúng ta sẽ đến với bộ bài tiếp theo để xem là họ đang cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này. Họ đang cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này? Success. Let's go. Communicate, Lily. Họ có thể là
họ có cảm giác rằng là nếu như mà bạn và họ họ sẽ họ giống như là nếu như mà họ có được bạn á, thì giống như là họ đạt được một cái thành công gì đó, giống như là một cái thành công thì họ chinh phục được bạn, và họ muốn nói chuyện, họ đang rất rất là muốn có cái sự bày tỏ, một cái cuộc nói chuyện với bạn để mà có thể đưa cái mối quan hệ này đi lên, bắt đầu họ muốn đưa cái mối quan hệ này đi lên, và họ mơ, họ đến như là nếu như họ làm được điều đó thì nó là một cái thành công luôn á, nó là một cái thành công mà họ đạt được nếu như mà họ chinh phục được bạn ha, họ là bạn và họ cùng nhau bắt đầu bước vào một cái mối quan hệ chính thức. Ok, tôi sẽ đến với bộ bài Tarot để xem là họ đang cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này với các bạn chọn tụ ba. Có thể là không phải xoay mọi người. Three of Pentacles. Star, wow. Five of Cups. Sao mà ngày hôm nay tụ bài nào cũng có Five of Cups nhỉ? Three of Cups. Ba xu rồi ba ly. Ace of Swords. Ten of Cups. Queen of Cups. Nãy kia nó là họ muốn đám cưới với bạn. Cái giờ nó ra Ten of Cups. The Hermit. Queen of Pentacles, Ok. Có thể là hai bạn là một cái người đồng nghiệp với nhau, hay là cùng là cái người làm có cùng một cái môi trường, hoặc là họ nghĩ rằng là bạn là cái người là một cái người đưa ra lời khuyên rất là tốt. Họ là cái người mà có thể giúp bạn á, là cái người có thể giúp đỡ họ rất là nhiều trong công việc, trong đời sống, đưa ra lời khuyên. Và họ thấy rằng là bạn là một cái người khá là thông minh, khá là thông thái, bạn là một cái người khá là trưởng thành, họ họ giống như là họ rất là tin tưởng bạn á. Bạn có thể là một cái người mà họ tìm đến khi mà họ cần một cái lời khuyên. Họ bị thu hút bởi bởi cái sự cái năng lượng của bạn á, cái sự tỏa sáng của bạn, và họ thật sự là họ hy vọng cho cái mối quan hệ này rất là nhiều. Friends of Cup, nhưng mà sao cứ có cảm giác cái nuối tiếc gì ở đây á, cái sự bế tắc gì đó ở đây á, giữa có thể là giữa hai bạn nó được đã xảy ra cái sức mẻ gì đó, hay là như thế nào, hay là những cái tổn thương, những cái mối quan hệ cũ của họ, nhưng mà nói chung là hiện tại họ họ lại hơi có cái cảm giác là bế tắc cho cái mối quan hệ này. Họ rất là muốn tiến về phía của bạn, họ rất là muốn vui vẻ tiệc tùng với bạn, nhưng mà họ lại đang bế tắc kiểu gì á. Cái tình yêu đây là tình yêu giấu kín nữa. Tình yêu của cái tụ ba này nó lại một lần nữa là tình yêu giấu kín trong anh đã bao ngày thầm lặng đó, nó vậy đó mọi người. Tình yêu không nói nên câu, nói chi đây, một trái tim bên lề rất đau. Giống như là họ cảm thấy là sao á, họ bị tết, nó đúng là trái tim bên lề luôn á mọi người. Họ muốn có một cái liên kết, nhưng mà lại như thế nào đó họ lại cảm thấy là giữa bạn và họ thật sự có một cái khoảng cách, họ bị bế tắc trong cái suy nghĩ của họ, không biết giải quyết như thế nào. Họ muốn một cái gia đình với bạn, họ muốn cái kết viên mãn với bạn. Ok, tôi sẽ tiếp theo với bộ bài Whispers cho các bạn. Nhanh thôi rồi à. Sao vậy ta?
Có thể giữa hai bạn đã từng có cái sự đổ vỡ rồi, hay là nếu không thì người này cũng là cái người mà đã trải qua những cái đổ vỡ trong chuyện tình cảm và họ cũng đang rất là ngại bắt đầu mối quan hệ. Embrace your emotion. Họ cảm thấy như thế nào mối quan hệ này với bạn chọn từ ba? Honestly, it's essentials. Lại là do something for someone. Action speak loudly. Họ muốn hành động cho mối quan hệ này. Họ đang rất là muốn thành thật, họ đang rất là muốn nói lên cái tiếng nói của họ về tình yêu. Nói chung là hiện tại thì họ chỉ muốn hành động thôi, chỉ muốn tiến về phía của bạn thôi. Họ follow theo cái cảm xúc của họ, họ để cho cái cảm xúc của họ được trồi lên trên cái bề mặt. Họ sẽ, nếu mà họ chưa thì họ sẽ, họ rất muốn cho cái cảm xúc của họ được trồi lên trên bề mặt. Giống như là họ nhớ bạn thì họ sẽ tiến đến và nói là mình nhớ bạn hay là như thế nào đó. Họ muốn thành thật bạn, họ muốn hành động cho bạn, họ muốn la lên hành động cho bạn biết rồi, để làm sao mà cho bạn biết cái tình cảm của họ dành cho bạn đó, nó nhiều đến như thế nào. Họ có thể ở đây là họ muốn tặng quà cho bạn nữa, hay là rủ bạn đi ăn đi uống, hay là làm gì đó lãng mạn cho bạn, như là tặng hoa tặng quà, hay là nói chung là sến, nói lên những cái câu sến súa. Đó là những cái điều mà họ muốn. It's not as if you need anyone. Oh, earlier, disappointed. Love is inspired, isn't it? Oh. Họ chỉ muốn bất chấp tất cả để tiến về phía của bạn. Họ muốn bất chấp tất cả mọi thứ để tiến về phía của bạn mà thôi. Đây là cái khoảng thời gian đó để họ đập bỏ tất cả những cái tường thành bao quanh họ để mà họ tiến đến bạn. Có thể họ đã từng nghĩ rằng là họ sẽ không cần ai trong trong cuộc sống của họ, nhưng mà họ không thể nào mà rời mắt khỏi bạn được. Họ sẽ bất chấp tất cả mọi thứ để tiến về phía của bạn. Có thể rằng là rồi á thì họ sẽ nghĩ rằng là những cái điều tiêu cực mà họ 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 đã gặp phải á, thì bây giờ bạn là một cái món quà, bạn là một cái phần thưởng, bạn là một cái điều gì đó mà được mang đến cho họ sau tất cả những cái tổn thương, sau tất cả những cái đổ vỡ, sau những cái sự thất vọng mà quá khứ nó đã mang đến. Và họ chỉ muốn là nhìn về phía của bạn đó, là họ thấy tình yêu, họ thấy tình. Yeah, love is inspired us as on. Tình yêu bất chấp tất cả mọi thứ, tình yêu. Tình yêu bất chấp tất cả mọi thứ. 3 tụ bài ngày hôm nay thật sự là tụ nào cũng rất là ngọt ngào. Tụ 2, tụ 1 với tụ 3 thì nó mang một chút năng lượng gì đó nó hơi cũ, như là những có thể là những cái người đã trải qua trải nghiệm rất là nhiều. Còn ở cái tụ 2 thì nó không rõ lắm, nhưng mà chị cảm thấy rằng là cái người này hoàn toàn bị thu hút bởi bạn, cái người này hoàn toàn bị bạn như là bị bạn hớp hồn vậy đó. Ăn ngủ gì thì cũng nghĩ về bạn, rồi cứ nghĩ đến bạn, rồi là cái nhiều khi là chỉ cần nghĩ đến bạn thôi là tự cười rồi. Trời. Ok, đó là 3 tụ của ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe trải bài ngày hôm nay của Khi, và hẹn gặp lại mọi người vào trải bài lần sau. Bye bye mọi người.